Em xin chào các bác nhá. Hôm nay bên em lại quay trở lại với một chiếc VinFast Lux A. Cấu hình hôm nay em lên cho bác chủ là một cặp Premium bản Ultra và một cặp Platinum Laser bản Plus các bác nhá, phiên bản mới. Đây, xin mời bạn cameraman quay lại đây. Đây là hai combo dành cho bác chủ Vin Lux A hôm nay. Đấy. Đi kèm với chiếc Lux A này là một cấu hình Mỹ kiểu BMW và mắt quỷ đổi màu. Đấy ạ, máy Mỹ và mắt quỷ đổi màu nhá. Còn đây là ánh sáng ở chế độ cốt. Đá pha giúp em nào. Đây là chế độ pha các bác nhá. Đá pha liên tục là pha cốt không có độ trễ luôn. Đấy. Với cặp Premium và cặp Platinum này thì đều được bảo hành 3 năm. Combo này thì nó rơi vào khoảng hơn 20 triệu các bác nhé. Cặp này là có giá 8 triệu. Đang có chương trình khuyến mại 20% là tới ngày 15 tháng 11 này là hết. Giá sau khuyến mại là còn 6 triệu 4. Cặp này là 16 triệu 9 và giá sau khuyến mại là còn 15 triệu 2 các bác nhé. Combo này hơn 20 triệu đây ạ. Tắt đèn cốt giúp anh nào. Để mắt quỷ. Đấy, rất chi là đẹp đúng không các bác? Các bác khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng hay là Nam Từ Liêm quan tâm tới giải pháp tăng sáng thì hãy để lại thông tin nhé. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ các bác. Xin chào, hẹn các bác những video lần sau.